Ngôi nhà cũ này đã bị bỏ hoang trong suốt 2 thập kỷ qua, và cũng như bất kỳ nơi nào không có người ở trong một thời gian dài, thì những tin đồn có xu hướng ngày càng lan rộng. Tất nhiên, có những lời giải thích thực tế hơn cho lý do tại sao ngôi nhà 2 tầng, 4 phòng ngủ ở cuối con phố lại nằm trong tình trạng hoang tàn như tình trạng mốc đen, giá thuê nhà tăng cao. Nhưng đó không phải là những câu chuyện mà hầu hết mọi người biết. Mọi người trong khu phố đều biết chuyện gì đã thực sự xảy ra. Nhiều năm về trước, gia đình sống ở đó đã bị sát hại và kẻ giết họ thì chưa bị bắt. 3 chàng trai trẻ tuổi điều tra về những hiện tượng huyền bí với máy đo điện tử EMF trên tay và camera GoPro gắn trên mũ biết tất cả về chuyện này. Họ tiếp cận ngôi nhà trong đêm khuya, miệng lẩm bẩm bình luận để ghi âm. Nếu ngôi nhà cũ này thực sự bị ma ám như mọi người vẫn nói, thì họ ở đây để làm một điều gì đó thực sự thú vị. Những người đăng ký của họ luôn yêu thích nội dung huyền bí hoàn toàn mới. Họ dùng xà beng chọc thủng cửa trước và tiến vào bên trong. Đó là tất cả những gì bạn có thể mong chờ ở một ngôi nhà đã bị bỏ hoang trong 17 năm. Bụi bặm, mạng nhện và hình vẽ bậy, chai lọ vỡ nằm rải rác trên sàn. Ai đó đã viết nguệch ngoạc: chào mừng đến địa ngục phía trên cánh cửa bằng chữ sắc nét mờ nhạt. Tất cả đều hoàn hảo cho mục đích quay nội dung huyền bí của họ. Tất cả họ đều bật đèn pin, tất nhiên là do một trong những nhà tài trợ hào phóng cung cấp. Nhưng trong tình huống này, họ không biết sản phẩm của họ thực sự có giá trị như thế nào. Rốt cuộc, có một số thứ đáng sợ đang ẩn trong bóng tối. Người dẫn đầu của bộ ba bắt đầu đi lên cầu thang, tường thuật vào chiếc camera gắn trên chiếc mũ bảo hiểm của mình để kể về những lời đồn phổ biến hơn về ngôi nhà. Gia đình ngoại ô hoàn hảo bị xé nát theo nghĩa đen bởi một kẻ giết người ẩn náu trong nhà của họ. Tất cả người trong gia đình đều đã bị giết hại dã man bởi một ai đó trong nhà của họ. Nhưng cảnh sát chưa tìm thấy bất kỳ dấu hiệu đột nhập nào bất hợp pháp. Trên thực tế, không có manh mối nào về sự hiện diện của kẻ giết người. Cứ như thể đó là một bóng ma, bốc hơi. Dường như kẻ giết người đã giết cả gia đình luôn ở trong ngôi nhà đó. Và ngay cả sau khi vụ giết người được thực hiện, cũng chưa bao giờ rời khỏi đó. Khi kể câu chuyện, chính anh cũng bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng. Mặc dù bản thân anh ấy không thực sự tin vào siêu nhiên, anh chỉ cố tỏ vẻ để thu hút lượt xem, anh ấy vẫn băn khoăn tự hỏi: mình thực sự có nên ở đây không? Mình có đang phạm một sai lầm khủng khiếp không? Đây có phải là cơ hội để làm những việc như thế này sau ngần ấy năm? Nó có thể vẫn ở trong nhà, chờ đợi mình. Nhưng anh ấy xua đi những suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí của mình. Nội dung đang quay là quá giá trị để anh ta có thể chạy ra ngoài vào lúc này. Và thực sự thì khả năng một thứ gì đó thực sự nguy hiểm sẽ ẩn nấp trong nhà là bao nhiêu? Hai người khác vẫn đang nhìn quanh tầng dưới, dính chặt vào nhau. Chùm đèn pin của họ xuyên qua bóng tối. Người chỉ huy của họ luôn đòi lên lầu trước. Anh ấy luôn muốn giành lấy vinh quang. Điều đó khiến họ phải lục tung phòng khách, phòng ăn và nhà bếp ở tầng dưới. Nơi tốt nhất, họ có thể hy vọng có lẽ sẽ có một chiếc máy rửa bát trông như bị ma ám. Đó là lý do tại sao người trẻ hơn trong số 2 người kia rất ngạc nhiên khi đột nhiên cảm thấy có điều gì đó xảy ra với cơ thể mà chưa bao giờ trải qua trước đây. Trong tích tắc, toàn thân anh ta co giật với một cơn rùng mình không tự chủ. Anh ta cảm thấy nhiệt độ giảm xuống và thế giới trở nên tối hơn. Từ đúng nhất mà họ có thể mô tả cảm giác là hiện tại sắp có thảm họa. Giống như bất kỳ thời điểm nào, một điều gì đó khủng khiếp cũng có thể xảy ra. Nhưng gần như ngay sau khi cảm giác bắt đầu, nó biến mất, giảm cường độ. Nỗi sợ hãi bắt đầu tan biến, như thể ai đó hoặc bất cứ điều gì gây ra cảm giác này thực sự đi qua họ theo đúng nghĩa đen. Người bạn đi cùng hỏi anh ta có ổn không? Tất nhiên, anh ấy gật đầu và cố gắng nở một nụ cười. Họ ổn. Chẳng qua đây là một nơi ma quái và bầu không khí như thế này sẽ khiến bất kỳ ai hoang mang. Trong khi đó, anh bạn trưởng nhóm đang ở nơi chính xác mà anh ta muốn đến. Đi lên một cầu thang ọp ẹp lên gác mái. Cũng chính căn gác xếp nơi cách đây nhiều năm, cảnh sát đã tìm thấy những gì còn sót lại của gia đình. Và với tất cả những gì anh ấy đã đọc về chuyện này, phần còn lại của thi thể không mấy nguyên vẹn, ngay cả theo tiêu chuẩn của những người thích tìm hiểu những vụ án tàn khốc. Anh ta bước vào gác mái và chiếu đèn pin của mình xung quanh, soi vào tất cả những chiếc hộp cũ đầy bụi còn lại mục nát trong giá lạnh. Anh ấy đang mải mê với cảnh tượng rùng rợn về những gì đã từng là khoảnh khắc tồi tệ nhất và cuối cùng trong cuộc sống của một nhóm người lạ. Tầng áp mái đầy mạng nhện và bóng tối, chúng nhiều đến mức khi anh ta tạm dừng để thuật lại về máy quay của mình chương trình tiếp theo của câu chuyện rùng rợn, anh ta thậm chí không nhận thấy một trong những bóng đen đang hiện ra từ bức tường phía sau mình. Nó lặng lẽ bay về phía anh
như một luồng gió lúc nửa đêm. Từng chút một, đốm bóng mờ bắt đầu có hình dạng con người một cách mơ hồ. Nó nghiêng về phía trước theo hướng của anh ấy, cánh tay dang rộng như một con quái vật trong phim, những móng vuốt dài và sẫm màu trượt ra khỏi bàn tay bóng tối của nó. Ở tầng dưới, hai người khác nghe thấy tiếng hét khủng khiếp nhất. Trong một khoảnh khắc, suy nghĩ viển vông lướt qua tâm trí họ. Liệu đây có phải là một trong những linh hồn bị giày vò của gia đình đã khuất, khao khát được nghe thấy sau nhiều năm im lặng? Sau đó, họ nhận ra tiếng hét. Đó là của người chỉ huy. Hai người họ lao lên cầu thang, tay cầm đèn pin. Khi tiếng la hét bắt đầu trở nên tuyệt vọng và đau đớn hơn, giống như tiếng của một con thú bị thương với chân bị mắc bẫy. Những tiếng rên khủng khiếp đó đang vọng xuống từ cánh cửa mở, dẫn vào tầng áp mái. Trên đó tối quá, chắc có thứ gì đó đã làm hỏng đèn pin của anh ấy. Đó là khi họ nhận thấy một thứ khác, màu đỏ, nhỏ giọt từ cánh cửa. Trong một lúc, họ do dự, tự hỏi điều gì có thể xảy ra trên đó. Liệu họ có thể thực sự giúp đỡ, hay họ sẽ tự gặp nguy hiểm? Nhưng ngay sau đó, mong muốn cứu sống người bạn đã chế ngự được nỗi sợ hãi của họ. Họ nắm lấy thang và bắt đầu leo lên, cảm thấy máu đang nhỏ giọt trên các bậc thang bằng gỗ đã mòn. Cuối cùng, khi họ lên các mái, có cảm giác như tiếng hét đang phát ra từ khắp mọi nơi, dội xuống các bức tường thành một bản nhạc đau đớn, vang vọng khủng khiếp. Họ nhìn mọi hướng, chiếu đèn pin quanh phòng theo những vòng cung rộng và bao quát, cho đến khi cả hai biết được nguồn gốc của tất cả nỗi kinh hoàng này. Và khi họ nhìn thấy nó, họ cũng không thể không hét lên. Cơ thể của chỉ huy lơ lửng cách mặt đất khoảng một bước chân, tiếng la hét của anh ta giờ tắt dần thành những tiếng ùng ục đau đớn. Một thứ gì đó to lớn và tối đen đang nâng anh ta lên bằng một tay và cắm những móng vuốt dài và sẫm màu của nó vào cổ anh ta. Lần thứ hai, chùm đèn pin tập trung vào sinh vật. Nó làm rơi cơ thể đang chảy máu của người dẫn đầu xuống đất. Da anh ta xám xịt, cơn co giật yếu ớt của anh ta đang dần dừng lại khi anh ta đang chút hơi thở cuối cùng. Hai chiếc kim châm đỏ rực mở ra trên khuôn mặt trong bóng tối, đôi mắt như than cháy, khủng khiếp, khắc sâu vào trí nhớ của họ. Giống như làn khói, nó tiếp tục lướt về phía xa hơn, tìm kiếm nơi ẩn náu trong bóng tối, một nơi trú ẩn an toàn giữa những bóng tối khác. Đến thời điểm này, hai người sống sót biết rằng họ không thể làm gì được nữa. Không thể làm gì cho người bạn mình được nữa. Tất cả những gì còn lại là thoát ra ngoài để sống sót. Họ phải tự cứu lấy mình. Họ quay lại, không lãng phí thời gian để chạy về phía lối ra. Khi họ quay đèn pin đi chỗ khác, đôi mắt khủng khiếp của bóng đen biến mất và nó lại bắt đầu tiến về phía họ. Móng vuốt của nó vươn ra về phía họ với một cơn giận dữ khủng khiếp. Sinh vật bóng tối chụp lấy đầu họ khi họ thực hiện bước nhảy cuối cùng để thoát ra. Tuy nhiên, tất cả những gì con quái vật có thể rút ra là mũ bảo hiểm và camera cắm vào mũ bảo hiểm của họ. Khi họ lăn xuống cầu thang, chạy với tốc độ mà họ thậm chí không nghĩ là có thể khi cái bóng lao xuống ngay phía sau lưng. Nó không bỏ cuộc, nó muốn mạng sống của họ, nó muốn máu ấm của họ trên móng vuốt của nó. Họ vượt qua ngưỡng cửa của ngôi nhà bị nguyền rủa và tiếp tục chạy đến xe của họ. Một người nhìn qua vai và thấy bóng đen rời khỏi nhà, tiến lên phía họ. Cả hai móng vuốt đều vươn ra và sẵn sàng đâm vào họ. Hai người leo lên xe, họ nhìn thấy bóng đen đang tiến về phía cửa sổ. Nó đang di chuyển rất nhanh, bây giờ chỉ còn cách vài bước chân. Nó đang ngày càng gần hơn và gần hơn. Vặn chìa khóa, xe nổ máy và người lái xe đạp mạnh bàn đạp xuống. Họ phóng đi, nhanh chóng tăng tốc khi bóng đen tiếp tục đuổi theo, từ từ nhỏ dần trong gương chiếu hậu. Một cơn ác mộng xa vời, một bóng ma đen tối khủng khiếp. Cuối cùng khi nó biến mất, họ cảm thấy một khoảnh khắc an toàn, nhưng thực sự chỉ là một khoảnh khắc. Bởi vì sau đó, họ không thể tự tin nói rằng con quái vật này sẽ không đợi họ khi họ về đến nhà. SCP-280, còn được gọi là đôi mắt trong bóng tối, là một trong những dị thường đáng sợ và nguy hiểm hơn được tổ chức bởi tổ chức SCP. Tất nhiên, nó không có khả năng sẽ không sớm gây ra tình huống thảm họa thế giới XK. Nhưng nếu bạn tình cờ gặp phải con quái vật trong bóng đêm này, nó có khả năng gây ra kịch bản kết thúc của cuộc đời bạn và loại bỏ bạn khỏi thế giới bằng cách thức tàn bạo. Không có cách nào để biết nó đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng trước khi tổ chức SCP cuối cùng đưa nó vào quản thúc. Và có lẽ tốt nhất là đừng nghĩ về điều đó. SCP-280 là dị thường màu đen, giống như một mảnh vải bọc, lơ lửng ở độ cao trung bình của con người. Không nhìn thấy chân hoặc bàn chân, vì phần dưới cơ thể của nó chỉ đơn giản là biến mất trước khi chạm đất. Ở trạng thái không hoạt động, thực thể có thể giống như một cái bóng, dễ dàng bị bỏ qua, đặc biệt là trong môi trường tối. Điều này mang đến khả năng đáng sợ của nó là trở nên vô hình theo ý muốn và chỉ trở thành vật chất khi nó đi vào trạng thái chủ động gây hấn với mục tiêu là con người. Ở trạng thái vô hình này, các nạn nhân thậm chí đã tình cờ đi qua bóng tối. Mặc dù điều này không dẫn đến bất kỳ tác động nào bất lợi về thể chất, nhưng các nạn nhân cho biết việc ở bên trong sinh vật
có thể dẫn đến trạng thái lo lắng, sợ hãi và khiếp sợ. Mặc dù cơ thể của nó hoàn toàn được cấu tạo từ một vật chất đen không xác định được, nhưng khi tiếp xúc với ánh sáng, sinh vật này bắt đầu biểu hiện hai chấm phát sáng trên đầu, tương tự như mắt. Do đó, nó có biệt danh kia. Tuy nhiên, tất cả các cuộc điều tra đều chỉ ra rằng đôi mắt này không thực sự hoạt động. Thay vào đó, chúng dường như là một loại biện pháp phòng vệ, giống như mắt giả trên côn trùng. Đôi mắt này không bao giờ được hiển thị khi SCP đang tiến về phía nạn nhân, chỉ khi nó đang rút lui, mặc dù đây chỉ là một trong số các phản ứng phòng thủ của thực thể. Nếu một khu vực nơi sinh vật đang cư trú được chiếu sáng hoàn toàn hoặc một tia sáng, cực sáng, đột ngột chiếu thẳng vào nó, thì nó sẽ lập tức phi vật chất hóa và xuất hiện ở một khu vực khác. Một điều may mắn có thể nói về các kiểu săn mồi của SCP-280 là chúng tương đối dễ đoán. Thực thể có vẻ chỉ quan tâm đến con người khi nó chọn một mục tiêu. Nó sẽ theo đuổi chúng không ngừng, tiếp cận ở dạng vô hình với cánh tay dang rộng mà nhiều người mô tả là tư thế mộng du. Ở trạng thái này, cuối cùng bạn có thể nhận thấy móng vuốt của 280, dài, mỏng và sắc như dao cạo. Nó có thể âm thầm tiếp cận trong khi nạn nhân quay sang hướng khác, hoặc trong khi họ ngủ ngon trên giường, hoặc thậm chí khi họ bị tê liệt vì sợ hãi khi nhìn thấy nó. Khi SCP-280 thu hẹp khoảng cách, nó sẽ bắt đầu xé nạn nhân bằng móng vuốt của mình, gây ra chấn thương thể chất lớn và trong một số trường hợp có thể dẫn đến tử vong. Các cuộc tấn công kéo dài từ 1 đến 5 phút khi con quái vật liên tục cào cấu. Khi màn tấn công kết thúc, nó sẽ chỉ lộ ra đôi mắt, trở nên vô hình một lần nữa và trốn thoát. Bạn sẽ không thể chế ngự sinh vật. Các cuộc điều tra đã chỉ ra rằng nó có sức bền vật lý cực cao và có khả năng xé nát thép mà không tốn nhiều công sức. Nếu nó không thể tìm thấy bất kỳ con người nào để làm nạn nhân, thì nó sẽ chỉ nằm im, ép mình vào tường, trong góc tối hoặc một số cấu trúc khác. Đó là lý do tại sao nếu bạn cảm thấy lo lắng về một góc tối nào đó trong căn phòng gần bạn, tốt nhất là bạn nên loại bỏ tình huống đó càng nhanh càng tốt và ở trong một khu vực có ánh sáng rực rỡ. Có lẽ khá an ủi nếu biết rằng SCP-280 đang hành động theo một dạng bản năng động vật nào đó. Rốt cuộc, mặc dù kết quả có vẻ kinh khủng đối với chúng ta, nhưng mọi sinh vật đều phải ăn phải không? Nhưng thật đáng buồn, đó không phải là trường hợp ở đây. SCP-280 dường như không ăn, ngủ hoặc thở để tồn tại. Và nó không bao giờ tiêu thụ bất kỳ vật chất nào bị xé ra khỏi nạn nhân. Lý thuyết hoạt động tốt nhất là thực thể chỉ đơn giản tận hưởng những tổn hại mà nó gây ra, có một mức độ thích thú khi săn lùng và giết chết mục tiêu của nó. Không có mục tiêu nào khác ở đây. Khả năng nghiên cứu sinh học của tổ chức SCP cũng bị hạn chế một phần do bản chất rất hung dữ của sinh vật. Và thực tế là khả năng vô hình có chọn lọc của nó khiến việc lấy mẫu vật lý gần như không thể. Ngay cả việc bắt và chứa sinh vật ngay từ đầu cũng xuất phát từ may rủi. Nó lần đầu tiên được tổ chức chú ý sau một loạt vụ giết người bí ẩn trong một khu thị trấn nhỏ của Mississippi. Trong trường hợp gần đây, cả một gia đình đã bị giết hại dã man trong nhà của họ. Chỉ có một người sống sót, một cậu bé 9 tuổi tên David, chấn thương và nhốt mình trong tầng hầm khi bắt đầu nghe thấy tiếng la hét. Cậu đã vô cùng kinh hãi trước những thứ mà cậu nhìn thấy vào đêm hôm đó, đến nỗi cậu vẫn ở trong trạng thái cứng đờ trong nhiều tuần sau đó, hoàn toàn không phản ứng với các kích thích bên ngoài. Nhưng có một chi tiết nhỏ đã cứu mạng cậu. Một chiếc đèn pin được kẹp trong tay cậu chiếu một chùm ánh sáng trắng lạnh lẽo về phía trước. Khi David được đưa đi và đưa vào chăm sóc y tế, các cảnh sát bắt đầu lục soát tòa nhà để tìm bất kỳ manh mối nào về việc 4 thành viên khác trong gia đình đã bị sát hại như thế nào. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra này, cảnh sát cũng dễ bị tổn thương như những nạn nhân vừa bị giết. Trong khi một sĩ quan đang lang thang trên gác mái tìm kiếm bất cứ bằng chứng nào mà họ có thể đã bỏ sót, SCP-280 đã xuất hiện từ bóng tối và tấn công, xé nát cơ thể anh ta bằng bộ móng vuốt dài chết chóc của nó. May mắn cho sĩ quan được đề cập, anh ta sống sót sau vụ việc. Mặc dù anh ta bị thương nặng, báo cáo của anh ấy về vấn đề này bao gồm cả tuyên bố hăng hái rằng anh ta bị tấn công bởi một sinh vật được tạo ra từ khói đen, đã thu hút sự chú ý của các nhân viên của tổ chức SCP có mặt trong khu vực. Họ nhanh chóng tiếp cận cuộc điều tra và đi tới ngôi nhà, hy vọng sẽ đánh dấu và thu về bất kỳ hiện vật nào sau tất cả những cái chết này. Điều này nói dễ hơn làm. Trong khi các đồng vụ của tổ chức đi khắp ngôi nhà, họ chỉ đơn giản là đi ngang qua sinh vật nhiều lần, coi nó như một cái bóng đơn thuần. Rốt cuộc, nó chỉ có đôi mắt phát sáng dễ nhận biết đó khi nó đang ở vị trí rút lui. Ngay cả khi nó ở trong trạng thái vật lý, các nhân viên chống lại nó thường xem cảm giác tiếp xúc với nó là cảm giác do tóc, quần áo hoặc một số vật thể khác bị chạm vào trong bóng tối. Cuộc điều tra vốn đã sơ sài này thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn khi tổ chức quyết định đưa ánh sáng cường độ cao vào với hy vọng đẩy sinh vật ra ngoài. Tất nhiên, điều này chỉ khiến nó phi vật chất hóa và xuất hiện ở những nơi khác. Cuộc rượt đuổi kết thúc theo một kiểu gần như kỳ cục. Một đoàn gồm các đặc vụ của tổ chức đuổi theo một đám khói đen trên cánh đồng Mississippi
vào lúc 2 giờ 30 sáng. Rất may cho loài người, thực thể ít nhất cuối cùng đã được bảo mật và kiểm soát. Tuy nhiên, đây sẽ không phải là lần cuối nó vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Trong một loạt các thử nghiệm với các loại ánh sáng khác nhau với ý định kiểm tra phản xạ của SCP-280, nó đã biến mất khỏi vùng của nó. Nó dường như chìm qua các tầng khác nhau của địa điểm được chiếu sáng trước khi đến nghỉ tại buồng quản thúc SCP-1591. Điều này tạo lên một thử nghiệm chéo tình cờ hấp dẫn. Bạn thấy đấy, SCP-1591 nói một cách đơn giản là một tác phẩm điêu khắc độc đáo của một ngôi sao phát ra ánh sáng cực kỳ chói lọi, và ánh sáng này sẽ từ từ khiến bất kỳ sinh vật nào chịu sự phát sáng của nó trở nên vô hình trước khi biến mất hoàn toàn. Khi SCP-280 đến trước SCP-1591, nó hiển thị đôi mắt của mình nhưng không rút lui. Trên thực tế, nó đã ở tư thế quỳ gối và chỉ đơn giản là ở trước tác phẩm điêu khắc dị thường cho đến khi nó biến mất. Sau đó, nó hiện ra trong buồng giam của nó vài giờ sau mà không xảy ra sự cố. Xem xét theo mọi thứ thì tất cả diễn ra khá tốt nếu so với phạm vi quản thúc liên quan đến những con quái vật chết người. Do có khả năng phi vật chất hóa và xuyên qua các vật thể rắn, nên SCP-280 cực kỳ khó giam giữ, khiến nó trở thành dị thường lớp Keter đáng sợ. Để tránh nguy cơ đào tẩu, SCP-280 được chứa trong một phòng giam 5x5m, vĩnh viễn được để trong tối. Và bất kỳ vật dụng nào được mang vào phòng giam để thử nghiệm phải được loại bỏ. Khi quá trình thử nghiệm hoàn tất, bất kỳ nhân viên nào vào buồng để kiểm tra đều phải được trang bị kính hồng ngoại, đèn hồng ngoại và đèn pin mạnh để xua đuổi sinh vật trong trường hợp nó trở nên hung dữ. Nếu SCP-280 cố gắng tấn công bất kỳ ai trong buồng, tất cả các nhân viên tham dự đều được hướng dẫn bật đèn pin của họ và bật tia sáng chống lại sinh vật đó. Không được phép có hành động gây hấn nào, và các thành viên phải luôn cách xa SCP-280 ít nhất 1m vì sự an toàn của chính họ. Và nếu đột nhiên bạn cảm thấy mình hơi lo lắng trong một căn phòng tối, tôi muốn bạn ghi nhớ điều này. Điều đáng sợ hơn việc nhìn một đôi mắt trong bóng tối là không nhìn thấy chúng. Bây giờ, hãy xem thêm một video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob, SCP-015 IT, ông kệ, để biết một dị thường đáng sợ khác mà bạn có thể gặp khi ẩn nấp trong bóng tối. Và hãy chắc chắn rằng bạn đã đăng ký vào bật thông báo để không bỏ lỡ bất cứ một điều bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.